lỗi. Anh em thấy clip của mình hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ anh em nhé. Đang đi làm cuồn cuộn kiếm tiền ăn chơi đây anh em. Ok anh em, và clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye anh em.